chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu cuốn sách Chiến Kịch Surf for the Soul, Story for a Better World, còn có tên tiếng Việt là Tin Vào Ngày Mai. Cuốn sách này được tác giả Chicken Fire và Mark Victor Hansen sáng tác. Cuốn sách này được nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh phát hành, gồm 175 trang sách và hơn 40 ngôn ngữ được dịch ra, trong đó ngôn ngữ Việt Nam năm 2019. Sách là một kho tàng kiến thức của nhân loại, là nơi mà ta được trải nghiệm, học hỏi những bài học, đưa ta vào chỗ bình yên, giúp ta thư giãn, thả tâm hồn mình vào thế giới của trí tưởng tượng. Và sách cũng là một người bạn không thể thiếu đối với mỗi con người chúng ta. Trước hết, nhan đề Tin Vào Ngày Mai có ý nghĩa là gì? Là một niềm tin vào một ngày mai sẽ tươi sáng, sẽ luôn là động lực thúc đẩy và là yếu tố quan trọng để chúng ta vững bước tiến về phía trước và hướng đến một ngày mai, hướng đến một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn những gì chúng ta đang có ở hiện tại. Không đơn thuần chỉ là loạt sách Chicken Soup for the Soul, nó còn là cảm xúc và là triết lý sống. Đó là sức mạnh đương đầu với nghịch cảnh, là tình bạn trong những khoảnh khắc trống vắng, là niềm hy vọng soi sáng những nỗi đau sâu thẳm, là đem tình yêu đáp lại nỗi đau. Chicken Soup for the Soul chính là niềm tin rằng chúng ta đều là người tốt, và bằng cách thật sự lắng nghe người khác, chúng ta có thể chữa lành vết thương nội tại của chính mình, của cộng đồng và cả thế giới. Theo đó, cách chúng ta lựa chọn thái độ sống, cách chúng ta hành động và điều ta mong đợi ở người khác sẽ dẫn dắt chúng ta hành xử một cách chân thành và đầy tình cảm hơn. Trong cuốn sách có rất nhiều câu chuyện khác nhau và mang nhiều thông điệp khác nhau. Mỗi câu chuyện đều mang một kiến thức mới dành cho mỗi cá nhân. Điển hình như câu chuyện về bình yên được chứa đựng trong chai choi, với ước mơ nhỏ nhoi của cậu bé Jerome rằng những người đang chiến đấu sẽ được bình yên khi cậu gói chai choi lại và định gửi tặng cho Tổng thống Bush. Tâm nguyện của cậu bé là mong mọi người được bình yên trở về, an toàn. Câu chuyện trên muốn mang đến chúng ta một thông điệp là hãy cho cuộc sống chúng ta hòa bình, không chiến tranh. Khoảng cách lớn nhất là tâm hồn, nhưng khi đọc xong những câu chuyện trong loạt truyện này thì tâm hồn của em và nhân vật sẽ được gần nhau hơn. Mong rằng bạn sẽ dành ra chút thời gian nghĩ lại về những câu chuyện đã tác động tích cực đến bạn. Suy cho cùng, đoạn truyện Chicken Soup for the Soul, Story for a Better World, Tin Vào Ngày Mai của tác giả Chicken Fire đã mang lại cho em và người đọc những bài học mới và những kiến thức mới. Nên chúng ta hãy đọc cuốn sách này, bởi vì bạn có thể thấy chính bạn trong những câu chuyện ấy.